Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ bảy ngày 13 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt tạm giam đại tá Lê Văn Mót. Hàng ngàn hành khách đi tàu hỏa được trung chuyển bằng ô tô do hầm bãi gió sạt lở. Vì sao kênh đào Phù Nam Tích Cô gây chú ý? Flycam cao tốc Vân Phòng Nha Trang vượt tiến độ, dự kiến về đích trước 6 tháng. Khoảng 150 con cá heo xuất hiện bơi tung tăng vùng biển danh thắng Mũi Điện. Chú rể đón dâu bằng máy xúc, cả nhà gái bất ngờ. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 13 tháng 4. Hôm nay, hàng ngàn hành khách đi tàu hỏa được trung chuyển bằng ô tô từ ga Giả đến ga Tuy Hòa và ngược lại. Nguyên nhân do hầm bãi gió sạt lở khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua Khánh Hòa, Phú Yên bị ách tắc hoàn toàn. Ông Bùi Hùng Như, trưởng ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã huy động xe khách để chuyển tải hành khách từ ga Tuy Hòa đến ga Giả. Trong đêm ngày 12 tháng 4, ngành đường sắt cũng đã dùng ô tô chuyển tải hơn 1.700 hành khách giữa hai ga này. Như vậy, đến sáng ngày 13 tháng 4, đã có 12 đoàn tàu khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam phải chuyển tải hơn 3.000 hành khách bằng ô tô do sự cố sạt lở hầm bãi gió. Như đã thông tin, từ đầu giờ chiều ngày 12 tháng 4, hầm bãi gió bị sạt lở gây ách tắc hoàn toàn đường sắt Bắc Nam. Ngành đường sắt phải thiết lập các đoàn tàu ở hai đầu ga Giả và ga Tuy Hòa trung chuyển khách bằng xe khách qua hầm đường bộ Đèo Cả để tiếp tục hành trình. Theo ghi nhận, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 4, việc dọn dẹp đống sạt lở cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, một lúc sau, đất đá từ trần hầm tiếp tục sụp xuống, khiến các dàn sắt, khung gia cố bị đổ hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu có thể do nền đất của hầm bãi gió bị phong hóa lâu ngày dẫn đến sạt lở. Chiều ngày 13 tháng 4, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở hầm đường sắt bãi gió thuộc tuyến đường sắt Bắc Nam và chứng kiến khoảnh khắc đất cát tiếp tục sạt xuống trong lòng hầm. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết hiện ngành đường sắt đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố sạt lở hầm bãi gió một cách sớm nhất. Tuy nhiên, qua diễn biến địa chất của hầm bãi gió thì đơn vị đánh giá rất phức tạp. Trong quá trình khắc phục thì tiếp tục xuất hiện tình trạng sạt lở từ trên đỉnh hầm xuống. Việc này gây nguy hiểm trực tiếp cho người lao động và đơn vị thi công cũng như các lực lượng liên quan. Do đó, ông Khánh nói, ngành đường sắt đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn cũng như thông hầm một cách sớm nhất. Hiện tại, ngành đường sắt vẫn chưa dự kiến được thời gian có thể thông lại hầm. Chiều ngày 13 tháng 4, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, thi thể em B, nạn nhân còn lại trong vụ hai anh em song sinh mất tích khi tắm biển Ngũ Hành Sơn đã được tìm thấy. Khu vực tìm thấy em B cách nơi mất tích hơn 300m về phía bắc, nằm trước bãi biển một khu du lịch. Thi thể em B hiện được đưa đi khám nghiệm pháp y trước khi đưa em về nhà. Trước đó vào khuya 12 tháng 4, thi thể em T, người anh em song sinh của em B cũng đã được phát hiện gần khu vực bãi tắm Non Nước, cách hiện trường khoảng 1km. Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải tiếp nhận tin báo về việc có người đuối nước khi tắm biển. Qua xác định, đây là hai anh em sinh đôi, 14 tuổi, tạm trú tổ 56 phường Hòa Hải. Người cha của hai em là công nhân xẻ đá ở làng đá Non Nước, còn mẹ làm tạp vụ. Chính quyền địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chi phí an táng. Liên quan vụ tàu 4.600 tấn đứt neo kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai, khu quản lý đường bộ 4 kiến nghị tạm giữ phương tiện, xác minh nguyên nhân để sớm khắc phục thiệt hại. Theo nhận định ban đầu, thiệt hại do sự cố gồm một số dầm liên kết bằng thép bị cong vênh, dầm dọc chịu lực bị gãy bu lông liên kết, trầy xước, lỗ thoát nước hư hỏng, dầm dọc lề bộ hành bị cong vênh. Trước đó, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 12 tháng 4, tàu Phước Long 72 chở container trọng tải 4.600 tấn cập cảng Bình Dương. Do nước chảy xiết đã đứt neo, làm tàu trôi dạt về phía cầu Đồng Nai và bị mắc kẹt dưới gầm cầu, đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, các lực lượng đã giải cứu thành công tàu chở container và kéo ngược về cảng Bình Dương. Chiều ngày 13 tháng 4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cường, 35 tuổi, ngụ xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Ngọc Chiến, 42 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 4, một hộ dân trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho phát hiện cổng rào bị cắt ổ khóa và mất một xe ba gác. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 90 triệu đồng nên trình báo công an.
Đến ngày 13 tháng 4, Công an phường 6 phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ Cường và Chiến khi cả hai đang chạy xe máy trên đường. Nghi phạm khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, trong đó có 4 vụ trộm xe ba gác và 1 vụ trộm cắp xe máy. Hôm nay đàn cá heo khoảng 150 con bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng ở vùng biển danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hình ảnh về đàn cá heo này được người dân ghi lại. Sáng ngày 13 tháng 4, anh Dương Bình Khang, 27 tuổi, thuyền viên trên tàu thu mua cá cơm, cho biết vào khoảng 8 giờ sáng nay, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thì phát hiện đàn cá heo khoảng 150 con. Đàn cá heo bơi tung tăng trong làn nước biển xanh vô cùng đẹp mắt, nên anh quay lại đăng lên mạng xã hội. Theo ông Đào Quang Minh, chi cục trưởng chi cục thủy sản Phú Yên, cá heo thường xuất hiện ở các vùng biển như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Cá heo xuất hiện ở vùng biển danh thắng Mũi Điện, chứng tỏ ở đây môi trường biển rất sạch sẽ, thức ăn cho loài cá này vô cùng phong phú. Ông Minh cho biết thêm. Ngày 13 tháng 4, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang đã cơ bản hoàn thành. Đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 99,6%. Chỉ còn lại 0,35 km chưa bàn giao. Hiện các nhà thầu đã huy động 42 mũi thi công với 1.877 người và 943 thiết bị thi công các loại. Tiến độ triển khai chung của toàn dự án vượt so với kế hoạch đề ra. Hiện các nhà thầu đã thi công hơn 65% nền đường trên toàn tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang. Một số đoạn đã thi công lớp mặt đường. Sản lượng thi công vượt 2,2% so với kế hoạch. Và dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành dự án khoảng 6 tháng, xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Dự án cao tốc đoạn Vân Phong-Nha Trang dài 83,35 km đi qua 3 huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Những ngày qua, đoạn clip ghi lại đoàn đón dâu gồm 7 chiếc xe máy xúc đi trên đường khiến dân mạng thích thú. Đám cưới trên diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 10 tháng 4. Đoàn máy xúc xuất phát từ Nha Trai ở xã An Khánh, huyện Đại Từ đến nhà cô dâu ở xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Chú rể là anh Đỗ Hồng Sơn. Anh cho biết máy xúc là đam mê của anh. Anh làm nghề cũng được khá lâu nên muốn làm cái gì đấy thật ấn tượng. Để chuẩn bị cho đám cưới, anh chuẩn bị 2 chiếc máy xúc của nhà và mượn 5 chiếc máy xúc của anh em làng xóm chơi cùng hỗ trợ đón dâu. Nghe dự định của anh Sơn, các anh bạn đều hào hứng, muốn góp sức. Riêng bố mẹ anh Sơn nhắc nhở, còn nhớ chú ý an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông. Theo anh Sơn, lúc đầu vợ anh không thích, nhưng sau khi đoạn clip được nhiều người quan tâm, cô rất vui và hạnh phúc. Cô dâu Dương Thị Liên cho biết, khách mời nhà chị ai cũng thích, nhiều người còn xin chụp ảnh kỷ niệm. Ở dưới bình luận, nhiều người chia sẻ rằng thấy thích thú với ý tưởng đón dâu nói trên. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Ngày 13 tháng 4, một lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại tá Lê Văn Mót, nguyên trưởng Công an thành phố Phú Quốc. Theo thông tin ban đầu, ông Mót bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt vì có những hành vi sai phạm với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Kiên Giang hiện đang điều tra vụ việc. Được biết, năm 2017 tới năm 2023, ông Lê Văn Mót giữ chức vụ trưởng Công an thành phố Phú Quốc. Sau đó, ông Mót được điều chuyển về làm trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý với câu hỏi vì sao kênh đào Phù Nam – Tepco gây chú ý. Theo thông tin cập nhật, kênh đào này dài 180 km sẽ giúp kết nối thủ đô Phnom Penh với các cảng của Campuchia trên vịnh Thái Lan. Dự án kênh đào Phù Nam – Tepco đang gây nhiều sự chú ý với giới học giả và truyền thông quốc tế. Việt Nam cũng rất quan tâm đến dự án này. Theo Bộ Giao thông Campuchia, dự án kênh đào Phù Nam – Tepco hay còn gọi là dự án hệ thống đường thủy và hậu cần Tonle Basas, trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2024 và hoàn thành sau 4 năm. Các học giả đang bày tỏ hai mối lo ngại chính về dự án này, nhưng phía Campuchia đã lên tiếng trấn an các bên. Thứ nhất, theo hãng tin AFP Pháp, các học giả cho rằng kênh đào Phù Nam – Tepco có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển. Thứ hai, họ lo ngại về tác động môi trường của dự án này, gồm khả năng chuyển hướng dòng nước khỏi sông Mekong.
Washington đang kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án tỷ đô trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ những lo ngại trên trong bài phát biểu hôm 11 tháng 4 tại tỉnh Tha Kheo, một trong những tỉnh mà kênh đào sẽ chạy qua. Nhà lãnh đạo Campuchia nói, kênh đào này là dự án lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Chúng tôi sẽ không cho phép sử dụng đất nước của chúng tôi làm căn cứ chống lại quốc gia khác. Ông khẳng định kênh đào này quá nông để một tàu chiến có thể đi qua. Theo hãng tin AP, Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ giải cứu 3 người đàn ông nói trên vào ngày 9 tháng 4. Họ mắc kẹt tại Pilot, một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Thái Bình Dương trong lúc đi đánh cá. Theo đài CNN, 3 người đàn ông khoảng 40 tuổi đã sinh tồn gần 9 ngày bằng cách ăn phần cơm của trái dừa và uống chút nước ít ỏi còn sót lại bên dưới một cái giếng nhỏ trên đảo. Trước đó, trong quá trình di chuyển, chiếc thuyền va phải một rạn san hô và bị thủng một lỗ lớn. May mắn là cả ba vẫn kịp neo thuyền vào một hòn đảo ở gần đó. Do toàn bộ phương tiện liên lạc đã hết pin, họ quyết định dựng một chiếc lều tạm bợ, đồng thời xếp lá cọ thành dòng chữ cầu cứu Have để nhờ người tới giúp. Theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 4, một đối tượng đã bất ngờ dùng dao tấn công liên hoàn khách tham quan trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction, thành phố Sydney của Úc. Lực lượng cấp cứu đã được triệu tập đến hiện trường khoảng 16 giờ giờ địa phương. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tấn công, kẻ tấn công đã tiếp cận tổng cộng 9 người trước khi bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết. Vụ việc khiến 6 người chết và 8 người nhập viện, trong đó có những người bị thương trong quá trình chạy khỏi hiện trường. Báo chí Úc cũng ghi nhận hàng trăm người đã chạy trốn khỏi hiện trường vụ tấn công. Trợ lý ủy quyền cảnh sát bang New South Wales, Anthony Cook, phát biểu tại họp báo rằng nữ sĩ quan đã bắn tử vong nghi phạm, cảnh sát được thông báo có 6 nạn nhân tử vong. Ông Cook cho biết thêm, đến nay cảnh sát vẫn chưa thu được thông tin nào về động cơ của kẻ thù ác và không loại trừ khả năng đây là cuộc tấn công khủng bố. Nhân chứng Rhys Komenares cho biết bà đã lẩn trốn trong một cửa hàng bán đồ điện với 20 người, trong khi những người khác tìm cách chạy thoát khỏi trung tâm thương mại. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Úc Anthony Albanese chia sẻ trên mạng xã hội X, trái tim thắt lại vì những người bị thương. Chúng tôi cũng tri ân những người đã chăm sóc các nạn nhân, lực lượng cảnh sát dũng cảm và những người đã phản ứng đầu tiên tại hiện trường. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực này xảy ra nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Đặc biệt tại Nam Bộ, thời tiết ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là người lao động ngoài trời. Còn ở khu vực Tây Bắc, ngoài nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Tại các tỉnh Trung Bộ, ở phía Bắc, vào sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây, nắng nóng. Nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang Tuổi Trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.